Em chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với buổi báo giá và lên sóng trực tiếp của Ishika Việt Nam chúng em. Hôm nay thì em xin phép được làm một clip ngắn để lên sóng và báo giá đến tất cả quý anh chị cái mẫu xe vừa mới cập bến tại cửa hàng em. Chiếc xe này thì đó là mẫu xe ở phân khúc sedan hạng B, rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam trong khoảng từ năm 2018 trở lại đây, sau khi mà đã ra mắt một cái phiên bản và một cái mẫu option cực kỳ mới. Thì trước tiên để vào cái buổi báo giá chiếc xe ngày hôm nay thì em xin phép được trân trọng cảm ơn tất cả những anh chị quý khách hàng đã luôn tin yêu và ủng hộ Ishika Việt Nam của chúng em trong những ngày vừa qua. Thì em cũng đã chốt được rất là nhiều đơn. Đầu tiên thì đây là chiếc Honda HR-V 2018. Thì sau khi đặt cọc của ngày hôm qua là ngày 28 tháng 3, thì hôm nay thì bác chủ xe đã cho sang địa chỉ là Enica Long Biên để check test chất lượng, thì đã rất là hoàn hảo và ưng ý với chất lượng xe của bên em. Và việc còn lại của anh chỉ là còn là banh tiền thôi. Và chiếc này nữa, hôm qua em đã chốt cho anh chuyên ở Thái Bình, sau khi xem xe rất là ưng ý và đã đặt cọc và chờ ngày check xe là full tiền thôi. Đó, rất là nhiều xe cửa hàng em hiện tại đã nhận cọc rồi anh chị nhé. Và cũng rất là cảm ơn bạn Hiệp, sau một hồi cân nhắc chỉ 5 phút đồng hồ thôi, và đúng như những gì thanh niên quyết đoán anh em mình đồng niên một năm 1992, thì bạn đã quyết định đặt cọc luôn 100 triệu và chờ hồ sơ về đăng ký sang tên là full tiền. Đó, chiếc Honda Ra kia thì ngày mai là em cũng cho hoàn tất thủ tục đăng ký về Hải Dương rồi này. Đó, chiếc EcoSport Titanium 2019 này thì hiện tại em cũng đã nhận cọc và đang làm thủ tục trả góp qua ngân hàng cho anh khách ở Bắc Linh. Đó, không nghiễm nhiên gì mà cửa hàng em tự dưng mấy hôm trước nó rất là nhiều xe mà hôm nay nó lại trống trải như thế này. Đó, bán gần hết xe rồi, mà những xe ở cửa hàng hiện tại đây thì cũng đã nhận cọc gần hết rồi. Đây là chiếc Hyundai Tucson 1.6 Turbo 2018 này, chạy chuẩn 1,5 vạn. Chiếc này thì em đã nhận cọc của anh Giai ở Hải Phòng nhé. Ngày mai là em cho làm thủ tục đăng ký sang tên và chờ giải ngân là giao xe full tiền luôn. Chiếc này thì em cũng đã nhận cọc rồi, Santa Fe Prem máy dầu 2019, màu cực độc siêu hiếm chỉ có tại Ishika Việt Nam nhé. Đó, bản đặc biệt cao cấp này, em đã nhận cọc rồi. Đó, và hôm nay thì em tiếp tục như đầu clip em có trao đổi là em sẽ lên sóng và báo giá đến quý anh chị cái mẫu xe ở phân khúc sedan hạng B nhé, vừa mới cập bến tại cửa hàng em luôn. Không xa lạ gì đâu, đây là chiếc xe Hyundai Accent bản đặc biệt. Xe này là sản xuất đăng ký 2020 anh chị nhé, đăng ký tên tư nhân biển thành phố, automatic luôn. Anh chị ở Hà Nội thì về mình chỉ mất 2% phí trước bạ khi đi sang tên thôi nhé, không mất 20 triệu tiền biển đâu ạ. Đó, chiếc này của em thì màu đỏ, nội thất kem hai màu anh chị nhé. Xe rất mới ạ, sản xuất đăng ký 2020 bản đặc biệt, xe chạy chuẩn 12.000 km anh chị nhé. Giàn lốp thì liền đời rồi, sơ cua chưa hạ, nội ngoại thất theo xe còn rất mới nhé. Đó, em sẽ đi vòng quanh một lượt cái chiếc xe này để anh chị có thể cảm nhận chi tiết về cái phần sơn cũng như là phần vỏ bên ngoài của chiếc xe nhé, rất là mới ạ. Đó, xe thì nói không với kinh doanh dịch vụ luôn anh chị nhé. Đó, xe thì cũng đã lên được một số món đồ chơi như cam cặp lè, dán kính, trải sàn da, thả nót chân đầy đủ rồi. Đó, anh chị lấy về thì chỉ việc đổ xăng và chạy thôi, không cần phải làm gì thêm cho chiếc xe này nữa rồi. Xe thì được bảo dưỡng định kỳ đầy đủ tại hãng luôn, full lịch sử hãng anh chị nhé. Bản đặc biệt, sản xuất đăng ký 2020, đăng ký tên tư nhân biển thành phố, xe chạy chuẩn 12.000 km. Thế sau khi mà em đã đi quanh cái chiếc xe này rồi, về cái tỷ lệ sơn zin của chiếc này thì em khẳng định nó tuyệt đối lên đến 95% chất lượng nhé, nên là anh chị hoàn toàn yên tâm về sản phẩm của bên em rồi. Đó, và đương nhiên là sản phẩm bên em bán thì có bao check test chất lượng nhé, và cam kết bằng văn bản cũng như là pháp lý về chất lượng của chiếc xe. Xe không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích, máy móc động cơ số nguyên bản, giấy tờ đầy đủ sang tên hợp pháp, không tranh chấp và không phần nguội. Đồng hồ km là chuẩn theo xe zin anh chị nhé. Đó, anh chị mua xe thì hoàn toàn có quyền đi kiểm tra tại bất kỳ đơn vị địa điểm nào khác để còn check test lại chất lượng nhé. Chỉ cần anh chị mà phát hiện ra lỗi xe cam kết thì Ishika Việt Nam chúng em hoàn toàn sẽ cũng như là một automatic luôn, nhận lại xe và hoàn lại tiền 100% cho tất cả quý anh chị. Đó,
Sau đây thì em mời anh chị cùng xem qua cái phần nội thất của cái chiếc xe Accent 2020 này. Mới đi có 12.000 km thôi thì đương nhiên là rất là mới rồi. Đó. Táp đi cửa lái bên phụ này anh chị nhìn này. Không hề có một vết xước xác gì luôn. Đó. Đây là phần táp lô nhá anh chị nhá. Đó. Đây là cái phần cam sườn. Bác chủ xe đã lên này, cam sườn bên phụ này. Đó. Bản đặc biệt thì điều hòa nó là điều hòa tự động rồi. Đó. Chìa khóa là đèn lổ thông minh start top. Trang bị đi kèm thì có màn hình camera lùi anh chị nhá. Đó, theo xe luôn. Có cả cảm biến gạt mưa tự động này. Đó. Thì là nội thất ghế da rồi anh chị nhá. Để anh nhìn cái anh chị nhìn cái phần nội thất này. Rất là mới ạ, cực kỳ mới luôn. Đúng không ạ? Càng đét luôn. Đó. Cực kỳ mới nhá. Đây là hệ thống ốc bản lề cửa này, cũng như là keo chỉ nhá. Thì đương nhiên nó phải là còn zin 100% rồi. Đó. Mới không ạ? Tất cả còn nguyên vẹt sơn nhá. Anh chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng rồi. Mua xe của Isuzu Việt Nam thì anh chị sẽ nhận được đúng giá trị của sản phẩm. Cũng như là anh chị sẽ cảm thấy một cái sự an tâm nhất định khi đến với Isuzu Việt Nam của chúng em. Chúng em bán sản phẩm rồi, chúng em luôn cũng mong muốn là bán đến cái sự an tâm cho khách hàng. Đó. 2020 thì cuối 2019 thì là đã có cửa gió điều hòa ghế phía sau rồi nhá. Đó. Thì đương nhiên 2020 thì chắc chắn là sẽ có rồi. Trần nguyên bản này, chưa có độ bọc trần trước gì. Rất là mới ạ. Đó. Nội thất thì còn rất rất mới ạ. Xe mới chạy có 12.000 km thôi thì có thể nói là chưa hết rốt đa đâu. Đó. Đây là hệ thống nốt của chiếc xe nhé. Sản xuất ở tuần thứ 45 của 2019 này. Đấy, các bác nhìn cái râu lốp nó còn nguyên này. Em sẽ quay cái phần xiên xiên này thì các bác nhìn nó dễ này. Đấy. Các bác nhìn không? Tà lông này. Rãnh lốp này còn rất là dày nhá. 12.000 km thì miễn bàn rồi. Đó. Lốp theo xe là dáng rất đẹp. Đó. Các bác nhìn lốp này. Đấy. Mới không ạ? Rất là mới nhá. Đấy các bác nhìn này, cái phần ta lông lốp, dầu lốp này. Nguyên luôn. Đã kịp đi đâu mà nó mòn được đúng không ạ? Các bác nhìn giúp em cái đường gân nhá. Này, em quay chi tiết này. Các bác nhìn cái đường gân của em dọc hai bên sườn cánh cửa này. Nó có thẳng không? Rất là zin nhá. Đấy. Cực kỳ mới rồi. Tiếp theo sang bên lái này. Lại là một cái đường chảy gân nhá, chạy dọc thân xe này các bác nhìn này. Nó thẳng tuốt luôn. Đó. Đúng không ạ? Đấy. Xi nhan tích hợp trên gương chiếu hậu luôn rồi này. Đấy. Quá là mới luôn. Xe thì được bảo dưỡng định kỳ đầy đủ tại hãng Hyundai luôn anh chị nhá. Đây là những cái phiếu nhắc bảo dưỡng này. Đó. Đầy đủ chi tiết không? Anh chị mua chiếc xe mà đã qua sử dụng thì bác chủ xe mà những chiếc xe như thế này thì cực kỳ được ưng ý rồi. Đây là chỉ số km hiện tại của chiếc xe này, 12.020 km nhé. Rất là mới ạ. Cực kỳ mới luôn. Đó. Vô lăng thì được tích hợp các phím bấm như là tăng giảm volume này, đàm thoại rảnh tay này, kết nối âm thanh Bluetooth này, điều khiển bằng giọng nói này. Bên này thì có cruise control này và các phím bấm về. Rất đầy đủ luôn. Đó các bác nhìn này. Ni lông mà còn chưa bóc luôn. Đó. Rất là mới. Thực sự rất mới nhá. Vâng. VIN của xe đây anh chị nhá. Làm sản xuất là 2020 này. Đó, xuất xứ Việt Nam anh chị nhá. Quá mới luôn. Thực sự rất mới ạ. Đó. Không có điểm gì để chê cho cái chiếc xe Hyundai Accent siêu lướt này nữa rồi. Lại là màu đỏ nữa. Cực kỳ hot. Đó. Chị em nào mà đang tìm màu đỏ mà hợp mệnh thì chốt luôn nhá. À. Bên em thì vẫn hỗ trợ tất cả quý anh chị là trả góp qua ngân hàng nhá. Giá trị vay cao lên đến 70% giá trị xe. Kèm theo thì hỗ trợ anh chị giao xe toàn quốc và hỗ trợ anh chị đăng ký sang tên đổi chủ, rút hồ sơ gốc. Thì nhân tiện đây thì em xin báo giá trực tiếp cái giá bán của cái chiếc xe Hyundai Accent bản đặc biệt 2020 chạy chuẩn 12.000 km màu đỏ, nội thất kem này.
Thì giá bán hiện tại bên em đang chào bán ở cái mức giá là 569 triệu đồng nhé, giá trên config. Và mọi thông tin chi tiết thì em xin anh chị có thể vui lòng liên hệ trực tiếp qua hai số hotline của em là 0911 666 325 và số thứ hai của em nữa là 0913 567 328. Và anh chị nếu như cần biết thêm thông tin chi tiết về hình ảnh nội ngoại thất của chiếc xe thì vui lòng kết bạn Zalo với em. Em có thể gửi qua Zalo cho anh chị hình ảnh nội ngoại thất chi tiết của xe, kèm theo thì sẽ chốt cho anh chị cái giá bán tốt nhất nhé, tốt nhất tại thời điểm này. Đó, 569 triệu đồng dành cho chiếc xe Hyundai Accent 2020 bản đặc biệt, chạy chuẩn 12.000 km này anh chị nhé, rất là mới. Chất lượng anh chị hoàn toàn yên tâm rồi, bên em bán uy tín và có cam kết bảo hành bằng văn bản. Đến đây thì em Tình xin được kết thúc clip. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.